Đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới lại càng khó khăn hơn. Nhận thức được điều đó, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập huyện Sông Lô không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Về đích nông thôn mới năm 2014, bộ mặt nông thôn xã Tân Lập huyện Sông Lô đã có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh được xây dựng và cải tạo. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Để nâng cao tiêu chí thu nhập năm 2015, các cấp hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ gần 11 tỷ đồng để cho các hội viên vay. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt gần 22,5 triệu đồng một người một năm. Đối với tiêu chí giao thông, xã đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường trục thôn còn lại, đồng thời huy động nhân dân đóng góp tiền của ngày công đa động để bê tông hóa đường ngõ xóm. Trong năm 2015, xã đã bê tông hóa được trên 900 m đổi cấp phối 917 m đường ngõ xóm trong đó xã huy động các tầng lớp nhân dân đóng góp được gần 98 triệu đồng trên 125 ngày công lao động, vận động 6 hộ dân hiến gần 300 mét vuông đất. Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục theo hướng đi lên, 19 tiêu chí đã đạt được chỉ là bước khởi đầu hình thành bộ mặt nông thôn mới ở nông thôn. Để giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, ngoài quyết tâm cao, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, rất cần sự góp sức của toàn xã hội.